Hello, xin chào tất cả các bạn. Video này mình sẽ chơi 8 game chạy pan nào. Chúng ta sẽ bắt đầu với game Matchington. Play nào. Ủa, con mẹ này cho nó đứt dần. Nhận được thêm 30 gì vậy? Một bạn này bây giờ là 36 rồi. Nhiệm vụ mình là phá những con chuột này, ăn được những con chuột này khó đấy ta. Đấy ạ, đừng mất điện nào, nó nhảy lung tung cả bọn chuột này, chỗ này phá vỡ nó sẽ nhảy chỗ khác, khốn lắm. Ui ui ui, trời ơi, bọn chuột này khốn thế nhỉ. À không được, đây phá lại nhảy dưới này. Coi như mình phải phá chặn đầu nó đấy rồi vậy. Chặn đầu nó lại nó không chui xuống nữa. Còn 9 lượt đi với 5 con. Một hàng vỡ luôn này. Rồi ngon. Bùm. Nó lại xuống dưới. Ai chả. Ủa nó đi sai lầm rồi. Khó lại nhỉ. Ồ hết lần đi này. Đau lòng thật. Chủ đời chưa đã. Mày khó rồi ta. Chạy với chúng tôi. Lọt xuống. Phá này ra. Ui nó chui tận đây luôn. Đây phá cho này. Bọn nó đang chui dần xuống này thôi. Cho nó hết đường luôn rồi. Cục đường đến nơi rồi. À, con nó đi rồi. Khó khăn rồi. Không nhìn xuống bên dưới. Đóng lòng vậy. 8 lượt đi nữa. Rồi. Phá. Mình đang để quả bom đấy xuống dưới. Ui nâu. Nó chui bên cạnh nó khắm. Nâu lấy lượt đi rồi. Mà này có vẻ khó nhỉ. Lại à? Một lần nữa. Again, again. Một quả bom. Boom. Xuống dưới này. Đây này. Đây này, à, đây mà. Chắc là tìm những lượt đi là thật là hợp lý một chút. Đây. À, chui ra đây à.
chui ra đây với chúng tôi à? Khó đấy. Mình nó đi rất là khó khăn luôn á. Ây da, đi này là hết lượt đi chứ gì nữa. Không nước nào đi, toàn là mấy nước vớ vẩn bên trên thôi. Bây giờ đi làm nước chưa là nghiệp tiếp theo, cắt cà phê nha. Khách ở chơi mèo á. Này, mở một hộp quà nha. Tuyệt vời. Mở thứ quà. Rất là nhiều thứ luôn. Rõ hàng này bắt đầu. Ủa vị khách nào? Con khách đời chạy góc này luôn. Rất nhiều trái tim những vị khách này chưa để lại này. 80 trái tim qua, wow, 80 trái tim. Ồ, vị khách này muốn ăn một số thứ kem. Ồ, mình làm một món kem cho vị khách này. Cho sắc sắc ạ, mình xin. Rồi, chúng ta chuyển sang game tiếp theo. Doctor nhá. Người bác sĩ. Chơi nào. Xem này, chơi đi. Ây à, không có chỗ đi vào. Lấy mãi cùng ra hết rồi. Đây này. Mà này hơi khó dân chơi trong cảnh. Mày cũng ra ghế luôn. Nào dân chơi đôi tí nhá. Chúng ta phải làm rất là nhanh như những vị khách này. Z3
gà mà có nội thương rồi. Làm ra đây anh em. Bị làm sao? Cho cái ngồi. Một khách nhớ vào đây. Xong, ký. Xong. Rồi, thanh toán. Vào ghế anh ấy em. Cần gì? Nội soi à? Nội soi bằng đèn pin luôn. Rồi. Một xe. Tí được hai xe. Đã hoàn thành thử thách bắt Oliver. À, chúng ta chuyển game rồi. Tiếp đến em cướp tiệm vàng và vượt ngục nha. Bây giờ đẩy cái này xuống để chắn cái acid này. Chuồn thôi. Ồ. Bay lên trên rồi. Để vượt ngục nhé bạn. 3 sao. Thế là chỗ đó mình bay được khóa. Lần này có lẽ mình sẽ được mở dương này. Ui. Tí được xem rồi. Có xe xịn nhỉ. Đây là mới chuẩn. Chúng ta sẽ được xe xịn. Cứu anh em ở đây. Phá tan rồi. Đấm nhau cảnh sát à. Ui à. Ừ, trời ơi. Vậy là qua màn rồi. Nào, mình sẽ tiếp tục đến với em cấp biển này nha. Điểm danh này. Rồi chúng ta ra khơi thôi. À đây về nhà. Cấp đồ. Cướp con thuyền này nào. Chạy đâu hết lái. Giáp lá cà bắn xong luôn, chưa biết súng xịn nó bắn như nào. Ngáo tét thật. Mình mới gọi là đầu tư một khẩu cối hơi dị sò luôn, bắn vài viên là tan xác mấy cái thuyền. Ôi thuyền kia chạy nhanh nhỉ. Đuổi phóng rất nhanh. Ồ, đúng là cướp biển ha. Phóng lên ghê thế bạn, ghê thế bạn, bắn ghê thế bạn, sợ chưa, nổ tan xác thuyền luôn. Victory. Có khả năng lên level ấy, lên level 15 đấy rồi. Rồi, nhận FC các kiểu nên là vào 15 luôn. Hiện trên đường về chiến đấu luôn với thuyền này. Nào,
nó sẹp xong luôn, rất nhanh. Victory 200 exit ngon, cướp mấy chiếc thuyền to này được rất là nhiều exit luôn. Bọn này nó cũng là cướp biển chứ bọn nó không phải là dân thường đâu, dân thường mới cướp đâu, mình cướp cướp biển thôi. Đây à, một chiếc thuyền to này. Chiến luôn, level 15 bằng mình, 23, 3 luôn. Đây gọi là tấn công bất ngờ nha, nó không kịp làm gì luôn. Rồi, ra nhiều thứ. Thế rồi mình ra về. Cất đồ và chúng ta chuyển game thôi. Tiếp theo là game làm trang sức. Viên đá màu hồng, đây rồi, chính là nó. Hình gì đây? Hình hột le, hình hột đào. Đây là viên đá hột xoàn. Đấy. Tiếp này, đánh bóng viên hột xoàn này đi nha. Vàng các bạn, có vị khách này rực rỡ dây này, dây hơi bị xịn luôn. Rồi viên đá hộp xoàn beautiful, vị khách này rất thích. Thank you very much. Thôi mình sẽ chuyển sang game tiếp theo, game bắn zombie nha. Stupid zombie bear, tiếp tục mày ba bài nha. Mà này có vẻ khó khăn đấy các bạn ạ. Bùm, tàn xe hết mấy con bên trong này. Mình sẽ cố gắng đi đến đâu là dọn dẹp sạch hết bọn này. Nước đi là bắn được à, hình như chúng phải bắn dưới đúng không? Tiếp tục là mình xóa rồi. Đây là bắn con đỏ này nha. À, không nảy lên kìa. What? Chết rồi. Bùm. Bắn đầy lỗ ổn em. Tiếp theo mình sẽ phải bắn vào cái lốp xe này. Rơi xuống này, chết một con trong lần. Xem nào. Rồi. Tiếp theo mình sẽ bắn vào cái lốp này. Vàng hết nhanh hay không còn nhiều vậy. Ở góc này thì chả bắn được con nào đâu. Để xem này. Ừ.
rồi, đen rồi. Một viên cuối cùng rồi. Con này không được, hết đạn lắm rồi. Rồi, để chuyển sang game tiếp theo. Giàn linh hồn 2 nha. Tiếp vào. Vừa chạy vẫn về nha. Nhảy quá thôi, có nhập vào thì mình có thể phóng phóng view. Ôi chưa rồi, quái vật sắp đuổi kịp rồi. Bay lên nào. Oh no.